Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Kính thưa quý thính giả, sau chuyến tông du viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 19 đến 26 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại Roma vào chiều hôm qua 26 tháng 11. Và sáng nay, Ngài vẫn gặp gỡ hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô như mọi sáng thứ tư khác. Thay vì bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã thuật lại các hoạt động của Ngài trong chuyến viếng thăm hai quốc gia này. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao chứng tá của giáo hội tại Thái Lan và Nhật Bản. Dù là một thiểu số, nhưng vẫn là chứng tá mạnh mẽ của tin mừng qua hoạt động bác ái của mình. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm qua, tôi trở về sau chuyến viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản. Tôi rất biết ơn Chúa về món quà đó. Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với chính quyền và giám mục của hai quốc gia này, những người đã mời tôi và chào đón tôi rất nồng nhiệt, và trên hết là cảm ơn người dân Thái Lan và người dân Nhật Bản. Chuyến thăm này đã gia tăng sự gần gũi và tình cảm của tôi đối với những dân tộc này. Xin Chúa chúc lành và ban cho họ được thịnh vượng và hòa bình. Thái Lan là một vương quốc cổ kính nhưng được hiện đại hóa cách mạnh mẽ. Khi gặp quốc vương, thủ tướng và các cấp chính quyền, tôi đã tôn vinh truyền thống văn hóa và tinh thần phong phú của người Thái, dân tộc của nụ cười xinh đẹp, một dân tộc mỉm cười. Tôi đã khuyến khích họ dấn thân vì sự hòa hợp giữa các thành phần khác nhau của quốc gia, cũng như để cho sự phát triển kinh tế có thể mang lại lợi ích cho mọi người và xoa dịu những vết thương của sự bóc lột, đặc biệt là phụ nữ và trẻ vị thành niên. Phật giáo là điều không thể thiếu trong lịch sử và cuộc sống của người dân nước này. Vì vậy, tôi đã đến thăm Đức Tăng Thống của các Phật tử, tiếp tục con đường tôn trọng lẫn nhau mà các vị tiền nhiệm của tôi đã khởi xướng, để lòng từ bi và tình huynh đệ có thể gia tăng trên thế giới. Theo nghĩa này, cuộc gặp đại kết và liên tôn diễn ra tại trường đại học lớn nhất nước này rất có ý nghĩa. Chứng tá của xã hội tại Thái Lan cũng được tỏ ra có các hoạt động phục vụ bệnh nhân và những người rốt cùng. Trong số này, có bệnh viện San Luis nổi tiếng mà tôi đã đến thăm và khuyến khích nhân viên y tế và gặp gỡ một số bệnh nhân. Sau đó, tôi dành những thời gian cho các linh mục và tu sĩ, cho các giám mục và cả cho các tu sĩ dòng tên. Ở Bangkok, tôi đã cử hành thánh lễ với tất cả dân Chúa tại sân vận động quốc gia và sau đó là với giới trẻ tại nhà thờ chính tòa. Ở đó, chúng tôi đã cảm nghiệm rằng chúng gia đình mới được Chúa Giêsu thành lập cũng có những khuôn mặt và tiếng nói của người dân Thái. Sau đó, tôi đến Nhật Bản. Khi đến tòa sứ thần ở Tokyo, tôi đã được các giám mục của nước này chào đón, và ngay sau đó tôi đã chia sẻ với các ngài thách đố của người mục tử tại một giáo hội rất nhỏ, nhất là người mang nước hàng sống tin mừng của Chúa Giêsu. Bảo vệ mọi sự sống là khẩu hiệu chuyến viếng thăm Nhật Bản của tôi, một đất nước mang vết thương của vụ thả bom nguyên tử, và là người phát ngôn cho toàn thế giới về quyền căn bản, sống và hòa bình. Tại Nagasaki và Hiroshima, tôi đã dừng lại cầu nguyện, đã gặp một vài người sống sót sau thảm kịch và gia đình của các nạn nhân, và tôi đã lặp lại lời lên án mạnh mẽ về vũ khí hạt nhân và sự giả hình khi nói về hòa bình mà lại chế tạo và buôn bán bom đạn chiến tranh. Sau thảm kịch đó, Nhật Bản đã thể hiện một khả năng phi thường để chiến đấu cho sự sống, và mới đây họ cũng đã làm như vậy sau ba thảm họa vào năm 2011, động đất, sóng thần và tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân. Để bảo vệ sự sống thì cần phải yêu quý nó, và ngày nay mối đe dọa nghiêm trọng ở các nước phát triển nhất là sự đánh mất ý nghĩa sống. Các tài nguyên kinh tế thôi thì không đủ, công nghệ thôi cũng không đủ, cần có tình yêu của Chúa Cha mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta và tiếp tục ban cho chúng ta. Tình yêu đã đem lại sức sống cho chứng tá của các vị tử đạo, như các vị tử đạo ở Nagasaki, Thánh Phaolô Miki và 25 người bạn. Tình yêu đã nâng đỡ chân phước Justo Kazazama Ukon và nhiều người nam nữ vô danh, những người đã giữ vững niềm tin trong thời gian dài bị đàn áp bất hại. Nạn nhân đầu tiên của sự trống rỗng, thiếu ý nghĩa sống là những người trẻ tuổi. Vì vậy, đã có một cuộc gặp gỡ ở Tokyo dành riêng cho họ. Tôi lắng nghe những câu hỏi và những ước mơ của họ. Tôi khuyến khích họ cùng nhau chống lại mọi hình thức bắt nạt và vượt qua nỗi sợ hãi và đóng kín bằng cách mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa trong cầu nguyện và phục vụ tha nhân. Tôi đã gặp những người trẻ tuổi khác tại Đại học Sophia cùng với cộng đồng học thuật. Trường đại học này, giống như tất cả các trường công giáo, được đánh giá rất cao ở Nhật Bản.
Ở Tokyo, tôi có cơ hội đến thăm Nhật Hoàng Naruhito. Tôi muốn tái bày tỏ lòng biết ơn của mình với nhà vua. Và tôi đã gặp chính quyền cũng như ngoại giao đoàn của đất nước này. Tôi hy vọng về một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, đặc trưng bởi sự khôn ngoan và những chân trời viễn tượng, vẫn trung thành với các giá trị tôn giáo và đạo đức của mình và mở lòng ra với thông điệp tin mừng. Nhật Bản có thể là một quốc gia hàng đầu vì một thế giới công bằng và hòa bình hơn và vì sự hòa hợp giữa con người và môi trường. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác Thái Lan và Nhật Bản cho sự tốt lành và quan phòng của Thiên Chúa. Grazie. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Reiterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.